Em thấy có rất nhiều nhà khi đang xây nhà hoặc xây nhà xong thì gặp nạn với thành viên trong gia đình, nhẹ thì ốm đau bệnh tật. Mong thầy giải thích để mọi người cùng mở mang kiến thức. Thế này, tại sao mà khi mà xây nhà thì nó lại xảy ra vấn đề? Thậm chí là như thế này đi. Gần một năm vừa rồi tôi bị đau chân, đau chân mà tôi biết là tại sao, mà học trò tôi biết tại sao mà không thể khỏi được. Đó. Nếu ai để ý thì tôi đi là tình trạng cái chân này nó bị đau, thì nó do như thế này này. Trong quá trình xây nhà, một là mình có thể chuyển chỗ ở khác, mình thay đổi chỗ ở, thì mình đang ở một cái nơi có tiền nhưng vì phải di chuyển ra nơi khác để mình lấy cái nơi đó làm nơi xây nhà, cái tiêu mảnh đất ra xây nhà, thì tự nhiên nó sẽ thay đổi này. Mình ở một môi trường khác thì do cái môi trường phong thủy khác nó sẽ tác động vào, hoặc là mình ở gần cái ngôi nhà đó mình xây, mình có thể là làm một cái lán ở phía sau để mình ở tạm chẳng hạn, hoặc làm cái phòng phía sau mình ở tạm, thì nó sẽ xảy ra là cái việc cái phương vị mình xây nó động, nó cũng sai chỗ thì nó cũng tác động xấu. Hay như tôi vừa nói trường hợp của tôi đi. Đấy. Tôi ở một cái nhà hướng Nam, thì bên tay trái tôi là căn hộ liền kề, là trung tường với một căn hộ mà. Ở Hải Phòng tôi ở trong căn hộ liền kề đó là trung tường mà. Thì bên tay trái tôi ấy, là người ta sửa và người ta khoan đục. Thì toàn bộ khu vực đông ấy, đông nam nó động. Mà đông động thì liên quan đến chân. Lâu lắm rồi tôi có đau bóng đâu, hay làm cái gì tác động chân đâu, mà đi lại cũng bị đau chân đâu. Thế tự nhiên cái hôm đó đi xuống một cái cầu thang ở một cái nhà rất bình thường, mà không phải một lần nhé, ba lần trượt chân ở cầu thang, mà sau đó thì nó chỉ là hơi trẹo và bong gân tí thôi, nhưng mãi đến gần một năm là không khỏi. Gần năm nay cái chân trái vẫn không khỏi, thì nguyên nhân nó rất là rõ ràng, nó sẽ bị như thế. Vậy ai học với tôi thì biết mà, nếu lỗi ở chân thì liên quan đến chân thì nó sẽ bị như vậy. Đấy, thì do là tất cả những cái gì mà mình đang 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 thuận trong tự nhiên, mình thay đổi, mình ở một môi trường mà khác thì cái môi trường đó nó sẽ tác động, hoặc là do mình vẫn ở chỗ đó mà cái môi trường xung quanh nó bị thì nó bị tác động, thì cái nguyên nhân mà dẫn đến nó là như vậy.